cho con được nắm tay đến hết phần thi được không? Ờ được, ừ chảnh được, chơi chơi à. À, cái bánh của người ta để cho làm. Dạ rồi, chuẩn bị. Cố lên nha con, và bây giờ con có thời gian là 60 giây. 60 giây, bắt đầu. Nắm tay con thật chặt, giữ con lại thật lâu. Hứa với con một câu rằng con sẽ qua vòng. Muốn nghe tim ngừng đập và đôi chân đứng run. Cô chú ơi hãy cho con qua vòng. Cô Diệt Hương, con hâm mộ cô quá. Con muốn tặng hoa cho chú Trứng này. Cô Diệt Hương, về ở với con đi con. Nhà con ở dưới chân cầu lạnh đó. Con về với con đi con. Đẹp lắm, thơm lắm. Có nước sông để con. Xin chào ban giám khảo. Con tên là Trần Quốc Hào. Con thích ăn bánh bao. Con mới chơi thể thao. Con không biết nói xạo, chỉ biết nói tào lao. Nên đi thi xem sao. Biết đâu kinh giải cao. Về khao nhà ăn cháo. Con chị áo đỏ kế bên là. Dạ, xin chào anh Trấn Thành, chị Việt Hương, toàn thể quý vị khán giả. Dạ, em là tên là Nguyễn Xuân Hiền. Em là giáo viên Anh văn của bé Quốc Hào. Em nói thật là em cũng không có kinh nghiệm gì diễn hài hay là đứng trên sân khấu lớn như thế này. Nhưng mà do là em thấy đây là sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi. Em chỉ muốn bé tự tin hơn thôi. Cho nên là khuyến khích bé đi thi thì em phải làm gương em thi chung. Nè nha, khoái thi giả bộ. Suối nhỏ lên này nha. Nha, tôi biết cái bánh bà cô lắm rồi nha. Cái tiêu chí của em đến với cuộc thi rất là đáng yêu. Tại vì thật sự ra cuộc thi của chúng tôi mong muốn như vậy. Đó là thu hút được nhiều đối tượng, nhiều cái tầng lớp khác nhau ở xã hội. Họ đều không có phân biệt cái công việc và cái tuổi tác của mình. Họ chỉ là những người yêu thích niềm vui mà họ đến đây. Rồi, dạ. Bây giờ hai người sẽ kết hợp với nhau đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi, ta làm nha. Và 60 giây bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học về nhường nhịn. Tèo, con hãy cho cô biết, nếu như con có hai ngôi nhà, em gái của con không có ngôi nhà nào hết, con sẽ làm gì? Con sẽ cho em gái của con một ngôi nhà. Wow, giỏi quá. Vậy nếu như con có hai chiếc xe hơi, em gái của con không có chiếc nào hết, con sẽ làm gì nè? Con sẽ cho em gái của con một ngôi nhà, một chiếc xe hơi. Ồ, con cho em gái con một chiếc xe hơi luôn. Vậy câu hỏi cuối cùng, nếu như con có 20.000, em gái của con không có đồng nào hết, con sẽ làm gì? Con sẽ không cho em gái của con một đồng nào hết. Sao kỳ vậy? Tại vì những câu hỏi trước của con thật là ảo tưởng rất mạnh, nên con cứ vô tư cho. Còn bây giờ? Còn bây giờ con có 20.000 thiệt, nên con không có cho được. Ôi trời ơi, người lớn thật là khó. Và chúc mừng con, danh hài Việt Hương đã cười rồi. Con đã có giải thưởng là 2 triệu. Quốc Hào, chắc là lúc con đi học con nhút nhát lắm đúng không? Cho nên cô mới là cái người hỗ trợ con phải không? Và khi mà cô hỗ trợ, cô biết không? Cô đúng là một giáo viên á. Cô làm bằng cái tâm của cô dữ dội lắm. Làm cho em nó bớt nhút nhát. Nhưng mà con biết không, con diễn dễ thương, nên con cứ làm, con đừng nhút nhát ha. Cô sẽ ở bên cạnh con. Và cô Hương đang cười ủng hộ tinh thần. Dạ em rất là cảm ơn những lời hồi nãy chị Việt Hương nói, như là nói thay cái nỗi lòng của em vậy đó. Thì em thấy là bé tuy là nhát nhưng bé thực sự rất là có năng khiếu hài. Nhiều lúc khi mà dạy học với bé hay chọc mình cười á, em mới suy nghĩ là tại sao bé không đem những cái điều mà vốn dĩ của con nít như vậy đem lên để mà có thể thử thách thức hai vị giám khảo. Cho nên là em khuyến khích bé và em cũng mong là bé có thể tự tin và tự lập nữa. Em ơi, nói chung là ngành giáo dục sẽ rất là vui khi có những giáo viên như em. Và chúng tôi cũng sẽ rất là vui để ủng hộ tinh thần. Con trai, con có tự tin không? Dạ có. Chơi nha, chơi hết mình nha, nhiệt tình lên nha. Rồi. Và quyết định của bé Quốc Hào là chơi tiếp. Trước khi tôi cho con được nắm tay chú Trấn Thành và cô Việt Hương để bất rung được trời không ơi. Trời đừng ơi, đừng có muốn nắm cái gì nắm. Ôm hôn được bé hộ hai cô chú lắm ạ. Chạy đây. Wow. Cố gắng lên. Cho con được nắm tay đến hết phần thi được không? Ờ được, ừ chảnh được. Chơi chơi à. À, cái bánh của người ta để cho làm. Dạ rồi, chuẩn bị. Cố lên nha con. Và bây giờ con có thời gian là 60 giây. 60 giây, bắt đầu. Nắm tay con thật chặt, giữ con lại thật lâu. Hứa với con một câu rằng con sẽ qua vòng. Muốn nghe tim ngừng đập và đôi chân đứng run. Cô chú ơi hãy cho con qua vòng. Cô Diệt Hương, con hâm mộ cô quá. Con muốn tặng hoa cho chú Trứng này.
Cô Diệt Hương, về ở với con đi con. Nhà con ở dưới chân cầu ông lạnh đó, con về với con đi con. Đẹp lắm, thơm lắm, có nước sông để tắm. Tắm xong mình ăn cơm với nước mắm. Và chúc mừng con, cả chú Trấn Thành và cô Việt Hương đã nở nụ cười rồi. Và con đã có giải thưởng là 10 triệu đồng. Các bạn không biết cái cảm giác đó đâu. Chắc là Thành có cảm giác đó, nắm tay bé rất là lạnh. Có một cái cảm giác là bé rất là sợ, rất là lạnh và còn rất là hồi hộp nữa. Khi bé nắm tay xong bé hát là hãy nắm tay con thật chặt, giữ lại với con thật lâu. Thì Việt Hương đã biết là con đã bản lĩnh lắm rồi. Để con làm một cái điều là xin nắm tay, rồi tiếp tục là cái mảng miếng của tụi con để con làm. Đến khi mà cô chú không có cười là cút sao là cái mặt của con muốn méo rồi, con muốn khóc rồi. Nhưng mà cô thử coi con dám làm nữa không? Nếu như cái người mà dễ dàng, người ta yêu thương một cái đứa bé chỉ có mới 12, 13 tuổi như con thôi, thì khi phát sóng chương trình này họ sẽ cười. Tại vì con rất là dễ thương. Quốc Hào ơi, vòng sau của con sẽ khó hơn và giải thưởng lại cao hơn là 20 triệu đồng. Nhưng mà nếu con không chọc cười được chị Việt Hương và anh Trấn Thành, con sẽ mất giải thưởng hiện tại là 10 triệu đồng. Bây giờ con suy nghĩ đi, đi tiếp hay mình cầm 10 triệu về? Cô sẽ dừng lại ở đây. Đây là 10 triệu tặng cho em. Cảm ơn em nha, cố gắng lên. Rồi. Và tôi thấy đây là cái sân chơi rất là bổ ích, phù hợp cho tất cả các độ tuổi luôn. Thì có giúp cho mọi người có thể tự tin hơn. Cho nên là khuyến khích bé là vận động rất là nhiều, để mong là bé đi thi và có thể sau chương trình tự tin hơn. Và như vậy chương trình Thách Thức Danh Hài đến đây là kết thúc rồi. Và nhân dịp Nhà Giáo Việt Nam thì cho phép Ngô Kiến Huy, những người thực hiện chương trình, hai vị danh hài được gửi đến tất cả các cô, các thầy sẽ là có một ngày nhà giáo thật nhiều niềm vui, may mắn và luôn luôn dồi dào sức khỏe để mà có thể giảng dạy những bài học hay nhất cho tất cả các em. Và hãy nhớ đón xem Thách Thức Danh Hài vào tuần sau. Chương trình Thách Thức Danh Hài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện dưới sự tài trợ của nhà hàng Sắc Ngọc Khang thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhanh chân lên đi, hãy cùng đoạt tài bằng khả năng thiên phú, gấp tiếng cười cho đời. Nụ cười là thuốc bổ nên ta hãy cười lên nào, ha ha hi hi, thêm sức sống thêm yêu đời. Bạn hãy hứa vui tính để đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây. Cười té ghế lăn ra sàn, cười to tiếng, cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được. Dù họ có tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là hài hước. Cùng thách thức tiếng cười danh hài, yeah! Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài té lăn ngã nghiêng không ngưng cười. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Bạn sẽ chiến thắng.